Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Tạp chí Anh nhìn Việt Nam. Và trong bản tin ngày hôm nay, ngày 7 tháng 5 thì như thường lệ chúng ta sẽ cùng nhau đến với những tin tức mới nhất nhé. Các bạn thân mến, hai thành viên thuộc dòng Mi A3 của Xiaomi sắp ra mắt đã xuất hiện cấu hình khá hấp dẫn. Vào tháng trước thì đã có một báo cáo cho rằng Xiaomi bắt đầu thử nghiệm 3 thiết bị smartphone mới với các tên mã là Pixis, Bamboo Sprout và Cosmos Sprout. Và dựa vào những thông tin này, có vẻ như hai thiết bị có hậu tố là Sprout chính là các điện thoại Android. Nhiều khả năng thì hai điện thoại Android One này sẽ mang tên là Mi A3 và Mi A3 Lite, như là bản kế thừa của Mi A2 và Mi A2 Lite được ra mắt năm ngoái. Trong một báo cáo thì biên tập viên Misha Raman của diễn đàn XDA tuyên bố các smartphone này sẽ được trang bị chip xử lý Snapdragon 700 series. Tất cả 3 thiết bị cầm tay này sẽ được trang bị chip Snapdragon 710, 712. Mặc dù là có một số tin đồn tuyên bố rằng dòng Mi A3 có thể được trang bị con chip là Snapdragon 730, nhưng có vẻ như điều này thì sẽ không thể xảy ra. Hiện tại thì Mi A2 được trang bị con chip Snapdragon 660 và Xiaomi gần đây thì cũng đã mang đến cho Redmi Note 7 con chip là Snapdragon 675. Việc chuyển lên sử dụng con chip Snapdragon 710 sẽ mang đến rất nhiều ý nghĩa, đặc biệt là công ty đang bị đối thủ Realme, một thương hiệu con của Oppo đang cạnh tranh vô cùng mạnh mẽ với sự xuất hiện của Realme 3 Pro. Các bạn thân mến, thương hiệu Redmi của Xiaomi thì cũng đã xác nhận sẽ tham gia vào cả phân khúc smartphone cao cấp. Và đến nay thì cũng đã có khá những thông tin về chiếc smartphone flagship của Redmi sẽ trang bị con chip Snapdragon 855 và sẽ có giá bán rất cạnh tranh. Mới đây thì thông số kỹ thuật và cả tên gọi chính thức của chiếc smartphone Redmi cao cấp này cũng đã được tiết lộ và thông qua một miếng dán bảo vệ màn hình. Theo đó thì chiếc smartphone này sẽ có tên gọi chính thức là Redmi K20 Pro. Miếng dán cho thấy là K20 Pro sử dụng vi xử lý Snapdragon 855 mạnh mẽ, có thiết lập 3 camera 48MP ở phía sau và đi kèm với hệ thống camera selfie thò thụt 20MP với sự hỗ trợ của trí thông minh nhân tạo AI. Màn hình AMOLED của máy với kích thước là 6,39 inch và được tích hợp luôn cảm biến vân tay. Cuối cùng thì Redmi sẽ trang bị cho chiếc smartphone này một viên pin 4000mAh có hỗ trợ sạc nhanh 27W. Mặc dù có tiếng là flagship nhưng may mắn thay là K20 Pro vẫn có cổng âm thanh 3,5mm, cùng với đó là kết nối NFC và có một ống kính góc siêu rộng. Đáng tiếc là về giá bán và ngày ra mắt chính thức của sản phẩm này thì vẫn chưa được tiết lộ. Theo nhận định của Sam Mobile thì Galaxy Note 10 sẽ có kết nối 5G, vì vậy khả năng cao là chiếc smartphone này được trang bị công nghệ sạc siêu nhanh như Galaxy S10 5G, thậm chí cao hơn. Theo Ice Universe thì một nguồn tin thường đưa ra các dự đoán chính xác về sản phẩm chuẩn bị ra mắt của Samsung cũng cho rằng bộ sạc nhanh của Galaxy Note 10 có thể cao lên tới là hơn 25W. Tương tự thì cây viết Gordon Kelly của Forbes cũng đã có một nguồn tin đáng tin cậy cho biết là bộ sạc của Galaxy Note 10 có thể có công suất không thấp hơn, thậm chí là cao hơn 25W. Từ đó thì Sam Mobile cho rằng là Galaxy Note 10 có thể được trang bị bộ sạc nhanh là 50W, tương tự như công nghệ sạc nhanh SuperVOOC của Oppo. Nhà sản xuất đến từ Trung Quốc khoe có thể sạc đầy smartphone của mình trong vòng 35 phút với điều kiện thử nghiệm. Và trong vài tuần tới đây thì thông tin về dung lượng pin cũng như là tốc độ sạc của Galaxy Note 10 cũng sẽ được hé lộ. Những nâng cấp này là sự bổ sung cần thiết. Samsung tiếp tục thu hút người dùng quan tâm đến smartphone cao cấp của họ. Trước đó thì nhiều tin khác rò rỉ đã cho rằng Galaxy Note 10 sẽ có tới tận 4 phiên bản khác nhau, 2 phiên bản kết nối 4G và 2 phiên bản 5G. Màn hình là từ 6,28 đến 6,75 inch, có 3 hoặc là 4 camera phía sau tùy theo phiên bản. Nhưng thay đổi đáng chú ý khác sẽ bao gồm việc loại bỏ phím bấm vật lý thay bằng các thao tác vuốt chạm trên màn hình, cùng với đó là camera selfie đặt vào bút S Pen cùng sự nâng cấp đến từ RAM và bộ nhớ. Ok, vậy là vừa rồi thì chúng ta đã cùng nhau điểm qua những tin tức mới nhất trong ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh YouTube của Tạp chí Anh nhìn Việt Nam. Và nếu như bạn có bất kỳ những câu hỏi hay kiến đóng góp nào thì hãy để lại thật nhiều phía dưới phần bình luận của video này nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Bye bye.